Nhóm win quá vậy. Nhóm win quá vậy. Và đó là, và đó là một trăm chín mươi chín nghìn luôn ấy. Mẹ mày. Là gì đó sao mình lấy trời. Nhưng mà nó là một trăm chín mươi chín nghìn đi. Cassidy này hơi mềm em ơi. Hơi mềm. Đừng ngã top lên đấy. Cassidy hết máu rồi. Lấy TP này. Hello. Ê, giết mid nè em. À, boss à, ok ok. À, em giết boss, giết boss. Chạy về đi, anh tới. Má dở rồi. Sao mà đó em đéo phụ anh nhịp. Hết chịu. Hai vậy mới có ai à. Mà dở quá. Rồi dở. Ê, bot căng. Tôi vào chọn tướng không được, giờ bị văng game trừ điểm răng luôn. những cái ngày tháng mà nó bất ổn như vậy thì tốt nhất là kiếm cái gì chơi tạm anh em à. Ví dụ chơi tiếp ti chẳng hạn. Chứ mấy cái ngày tháng như thế này thì nếu mà cứ cố gọi là cố quá thì nó thành quá cố đấy. Tào Tháo có câu là đừng giỡn quá lố, kẹo dỗ quá lớn mà. Mấy ngày này thì đừng cố. Nó không gờ không. Ủa mà nó liên quan đến với nhau mày. Đây rồi nè. Nó không rờ. Nó cứ lết nó đéo thế nào đi lên nó rờ trước hết ơi. Ủa? Thằng AD bên kia là người quen mà. Yeah. Thằng TQ á. Chửi nó, ngu. Chửi nó. Chửi chen anh luôn vậy là được. Em sợ rồi à. Em sợ rồi, em có anh bảo kê mà em sợ rồi à. Nhóc. Ừ, mít. Đây cho anh đi, cho anh đi. Rồi, lỡ ăn thì thôi. Để xin. Đi xin. Thôi đụng mất bài đỏ là làm sao. Okay. The fuck. Ok. Đi chết là kìa. Nè. Dí. Ok. Bot này. Đấy nó ngu này. Mà sao nó đéo chạy xuống mình mà nó chạy xa thế? Ra mắt cái gờ tiếp. Rồi bố cái set down. Quá đã. Ê, chịu sao luôn rồi. Ê, giết nó luôn á, giết này là lát nè. Cái quần què gì vậy? Red Dot tao bị chủ bắn 2 lần. Không, tao bị chủ bắn tới 4 lần lận. Cây chưa mẹ. Buồn á. Ê, nó đam Baron được đó nha. Cú. Đam. Anh xuống cho đánh anh để câu vợ. Lũng. Ờ, TP tao đẩy với bot cái. Ôi, con này trước khi tôi TP được nó còn đánh cái cho chết xe luôn mà. Thôi game này xong rồi. Anh đợi xuống nè. Giết ly á, anh kia còn đồng hồ. Để theo được. Bà nội nè. What the fuck? Bê tắc rồi nó đây. I can. Na. Đòi ăn điểm mà em tao cho. Hú má em mày nãy như 1.8 hay gì á. Hình hên sao Bobby nó phá game nó búp elo cho chứ. Tao chuẩn bị gì bọt ngấp Bobby tới nơi nè.
tuyển thủ đồ với team team 2 của team Well vô đăng kịch búp Elo. Tuy rằng anh Mú và Lê Vi đánh đã từng chinh chiến với nhau nhưng mà kênh anh Mú lại thua kênh anh Lê Vi. Vì kênh anh Mú chỉ có 50% là kỹ năng mà kênh anh Lê Vi có tới 99% là tấu hài lận. Hả? Bỏ em ơi, làm gì nữa nào? Lại mau. Đó, ủa mày coi nó búp bê lô nè Phong. Tao làm gì nó vợ? Phong, nó búp bê lô kìa. Mày ghi bọt lên ra đó giùm tao cái. Chết luôn. Nào nghe. Chắc tôi phải tắt stream, tôi đi viết cái đơn report Bobby với Bobello quá anh em à. Tuyển thủ chuyên nghiệp Bobello. Anh đánh với hai nãy không đánh mất thôi. Má thiệt chứ. Nó cứ cẩn thận cái thế vậy á. Mũ rồi. Em có biết là anh đã từ chối hai thằng đồng đội để anh đua với em không rồi? Game nữa nhờ sủi em rồi nè. Tôi biết định nghĩa lòng stream short stream nhờ anh bảy. Tôi đã biết định nghĩa lòng off stream thật sự là bổ ích streamer cô cần stream. Ngoài nó là anh Ken thôi thì cho nó farm thôi. À, anh qua nè, anh qua nè. Nó mè đúng không? Bún nó nha. Bún này rồi. Thôi lui, anh lấy máu nó thôi. Con lít vô anh bung lát á. Lấy máu nó cho mày. Vậy anh ta le luôn. Rồi anh quýt lộn như anh biết nó luôn á. Rừng đâu? Cái này. Nope. Trời ơi, này dở vậy. Nhớ thời ba anh em chung team quá. Nhìn cả cái. Trời ơi. Akali ơi. Ôi trời ơi. Cái gì vậy má? Fuck. Ghê à? Trời ơi. Ôi trời. Mày. Xong cái hồi tao phít Nagali xanh lên cái nó kêu game này nó gánh tao à. Sao Nhi Si nó có thể như vậy được? Mẹ. Sợ nó chết rồi, cứu nó luôn rồi đó. Đam to thế. Nghĩ đam to thế mẹ. Bú. Đó là Mr. Bú. Phải không? À! Sao nó hồi mẹ cái rờ lại rồi? Ơi, ơi. Ủa nó có bắt trong đó hả? Ôi. Cái đéo gì đấy? Sao bảy núi quanh năm đánh AD mid vậy? À, ủa? Có lộn không? Có coi lộn stream của ông nào không? Có coi lộn stream của ông Saclaron Ponte không? Chứ bảy núi nào? Ơi. Ủa em đâu rồi Hoàng? Bị mất rồi. Trời đậu mẹ, nó chọn tôi nữa gai. Má anh thọt quá. Anh thọt quá Lê Hoàng ơi. Úi sợt. Trời. Trời to luôn. Lộn bị cúp. Anh silo nữa nè. Nhưng nó chưa có rờ á. Thôi đằng sau kìa. Yeah, I'm still alive.
lại 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 trời bắn sao có đam được anh em, mất thọt mà anh em mới vô giúp rừng pha ngay cua pha đó gọi là semi giúp thôi, xong rồi lát nữa bị Macaulay bóp pha mũ đó. Ví dụ như giờ mình đang đi xuống boss để mình pha mũi lính đúng không, cái Macaulay chạy xuống giành lane như nè đó. Là con gái thật tuyệt. Vui là con gái ha. Vui là con gái ha. Yeah. Ơi. Trời ơi, nãy giờ quên reset máy. Á xa. Cái đợt. Kìa kìa. Chuối 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 chuối. Rồi. Má. Tốn cái rời không, tao muốn tự giận. Rồi. Nó biết mình còn 7 golem nó xuống nó cướp luôn kìa. Đó. Đi được bên trái bên phải đi. Không, anh buộc phải nhảy thẳng ở đây, không có nó ở đây thì thôi chứ. Phải bắt được nó. Ê anh nè. Ma thiếu một hít mũ. Lên tên lên top rồi nha. Chắc mày chết rồi à. Nó đi không đẩy qua tường vào đấy nhỉ. Mẹ kéo luôn. Chút chưa được. Chút chưa được. Game đứa quá. Game này anh gần như là đồ quá phế luôn á. Thôi anh em ơi, mất hôm nay chúng mất nhiều anh em tới đây thôi, bây giờ anh em phải tự tức là một ngày á, một ngày thì mất chỉ có thể dìu anh em, có thể dìu dắt cái sự cô đơn của anh em tới đây thôi. Bây giờ cho đến sáng thì anh em sẽ phải tự lực cánh sinh về cái câu chuyện, cái nỗi cô đơn của anh em phải tự xử lý đấy. Bây giờ thì mất phải té đây, mất đã cạn kiệt năng lượng rồi, những ngày tháng năng lượng nó quá yếu, nó gọi là quá yếu. Dạ bye bye, cảm ơn tất cả anh em hôm stream hôm nay nha, hẹn gặp lại anh em vào buổi livestream tiếp theo. Yeah.